Liên quan đến vụ người đàn ông giết một phụ nữ chở thi thể đến công an phường đầu thú, như báo Sài Gòn Giải Phóng Online đã thông tin, trưa ngày 19 tháng 9, công an quận 7 vẫn đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an thành phố Hồ Chí Minh lấy lời khai Đỗ Tấn Lộc, sinh năm 1990, ngụ quận 7, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chị TTN, sinh năm 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh. Qua làm việc, Lộc khai nhận đã có gia đình và sinh sống ở quận 7. Tuy nhiên, Lộc vẫn quen biết với chị N và nhiều lần trò chuyện nên nảy sinh tình cảm. Chiều ngày 18 tháng 9, Lộc lái xe ô tô di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh xuống huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh để gặp chị N. Sau đó, Lộc chở chị này đi làm răng. Quá trình di chuyển, chị N nói chuyện với Lộc và yêu cầu Lộc phải ly hôn vợ, dẫn đến cự cãi. Bất ngờ, Lộc dùng dao có trên xe đâm chị N dẫn tới tử vong. Gây án xong, Lộc chở thi thể về nhà ở quận 7. Người thân của Lộc thấy chị N tử vong nên vận động Lộc chở thi thể tới công an phường Tân Thuận Tây đầu thú. Hiện công an đang khám nghiệm thi thể và điều tra làm rõ vụ án.